Hôm nay Hoàng Hưng sẽ thông báo giá cà phê qua YouTube. Hi everybody. Price, coffee price. Đây, giá thằng 3 của Arabica, trên này là Robusta. Price Robusta đây, thằng 3 dương 16 đô. 1436. Cho mình qua quay giá nha. Quay giá ngày hôm nay nha. Giá cả hôm nay ngày 26 tháng 11 2019. Zeroa. Con đường rất là đẹp. Đây phong cảnh của nhà mình đây. Beautiful view. Come on here, Hoàng Hưng, come on here. Đây giá cả hôm nay nha, ngày 26 tháng 11. Rồi, anh kia đã bỏ giá xong. Giá cà phê ngày 26 tháng 11 2019 337. Giá tiêu là 416. Coffee price and pepper price. Thank you. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi giá nha. Ai bạn mua gì thì lên bạn mua nha. Rồi kết thúc video.